Hình ảnh đoàn cảnh sát giao thông đi xe mô tô phân khối lớn cùng xe ô tô dẫn đoàn đưa các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước hoặc các vị nguyên thủ quốc gia, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho bạn bè quốc tế và nhận được sự ngưỡng mộ từ không ít người dân. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ các chiến sĩ trong đội tuần tra dẫn đoàn, phòng cảnh sát giao thông PC67 trong phóng sự sau của chúng tôi. Nhiệm vụ đi đầu làm công tác mở đường và dẫn đoàn xe tang, đưa linh cữu đại tướng Võ Nguyên Giáp ra sân bay Nội Bài và hộ tống dẫn đoàn cho chuyến thăm và làm việc chính thức của cựu Tổng thống Barack Obama tại Việt Nam năm 2015 là hai nhiệm vụ cao cả, đồng thời cũng là những kỷ niệm đáng nhớ nhất của các cán bộ chiến sĩ đội tuần tra dẫn đoàn, phòng cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt PC67. Là một đơn vị được thay mặt trong lực lượng cảnh sát giao thông tham gia bảo vệ đưa dẫn các phái đoàn, thì chúng tôi nhận thấy đó là một niềm tự hào, phải luôn luôn cố gắng làm hết mình và đưa cái trọng trách an toàn tuyệt đối là lên hàng đầu. Để có thể trở thành người lính dẫn đường, các cán bộ chiến sĩ phải trải qua các bước xét duyệt, tuyển chọn và đào tạo vô cùng nghiêm ngặt, từ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng đến ngoại hình, và thể lực phải thật tốt mới có thể chế ngự thuần thục những chiếc xe phân khối lớn như thế này. Công việc nhìn qua thì nhiều người cho rằng đơn giản, nhưng thực tế, ngoài việc giữ đội hình đẹp, thì nhiệm vụ chính của họ là phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các nguyên thủ. Vì vậy, lính dẫn đường không những cần bản lĩnh về nghiệp vụ chuyên môn, ý thức kỷ luật cao, mà còn phải điêu luyện cả võ thuật để có thể bảo vệ được các yếu nhân trong những trường hợp khẩn cấp. Từ cái tư thế tác phong, ngôn từ, lời ăn tiếng nói, để tạo một hình ảnh đẹp với bạn bè quốc tế. Qua đó, người ta cảm nhận rằng đó là người chiến sĩ rất mẫu mực và nghiêm túc. Lặng thầm với công việc rất vinh quang và tự hào, những cống hiến đóng góp của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn đã và đang tạo được hình ảnh đẹp của một thành phố hòa bình, thân thiện, mến khách trong lòng bạn bè quốc tế.